Làm thì ít mà báo thì nhiều là đây chứ đâu. Ôi trời ơi, anh trai này định kéo miếng lót bàn ra để quét nhà cho dễ, nhưng mà tai nạn ập đến. Tới công chuyện rồi. Thấy cái tivi vỡ tan tành, anh áo xanh đã mắng anh áo hồng một trận tơi bời luôn. Có mỗi cái tivi xem bóng đá mà giờ nó thành như vậy, thật là buồn hết sức. Mình tức mà mình buồn ghê luôn á.